tặng quà gì không anh chị tặng nè? Em muốn tặng cái quần sợ chết. Cái nào ta? Cái gì anh tặng? Quần sợ chết ha nè. Giờ anh tặng cho em 3 cái luôn nè. Ê, em một cái rồi. Em lấy gì đâu? Nó được đầy đủ. Ông em đi làm tội.